Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ ba, ngày 10 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Và tin trong nước có những nội dung chính sau. Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26. 40 mẫu bệnh phẩm tại Đà Nẵng âm tính với COVID-19. Buôn Ma Thuột, trận tiến công mở màn cho đại thắng mùa xuân năm 1975. Thưa quý vị khán giả, trong khuôn khổ các hội nghị quan trọng của ASEAN đang diễn ra tại Đà Nẵng, sáng nay, mùng 10 tháng 3, đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26. Hội nghị tham vấn giữa Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 diễn ra vào sáng hôm nay là hai hội nghị quan trọng nhằm chuẩn bị các nội dung về kinh tế cho hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 4 tới. Tại các hội nghị này, thì các đại biểu tập trung thảo luận 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất nhằm thúc đẩy thương mại nội khối. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì phía Việt Nam đã đề xuất ASEAN cần có hành động chung nhằm duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa và tạo điều kiện hỗ trợ nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngày 10 tháng 3, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết kết quả xét nghiệm 40 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần với hai du khách người Anh đều cho kết quả âm tính. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, 40 mẫu bệnh phẩm cho kết quả âm tính là những trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với hai du khách người Anh bị nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng. Hiện tại sức khỏe của những trường hợp này đều ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng cũng đang theo dõi cách ly tại cơ sở lưu trú và tại nhà đối với 124 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Trong ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu các trường hợp sau khi sàng lọc, phân loại, trong đó có những người đang được cách ly tại nhà. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhân người Anh đang ổn định. Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung theo dõi sát diễn tiến của bệnh. Gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ bản đồ lưu ý dịch COVID-19 tại Hà Nội. Đáng chú ý theo bản đồ này, các địa điểm được đánh dấu rất nhiều, lên tới vài chục địa điểm trải rộng ra nhiều quận, huyện. Nội dung mô tả bản đồ này ghi người dùng cần thận trọng, không nên đến các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, trừ trường hợp cần thiết. Các địa điểm này được chú thích là những nơi ở, làm việc của những người chịu ảnh hưởng bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Theo Trung tâm Đào tạo Quản trị và An ninh mạng Athena, đây là tính năng tự khai báo thông tin của người dùng mà Google Maps cho phép. Vì vậy, độ chính xác không cao. Chuyên gia cũng cho rằng, để chỉnh sửa lại thông tin này, sẽ phải gửi yêu cầu lên Google để đính chính, tuy nhiên sẽ tốn một khoảng thời gian. Hiện tại, đại diện Google vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, chọn lọc thông tin, không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở, đồng thời nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết, bị các đối tượng xấu lợi dụng. Thưa quý vị khán giả, Buôn Ma Thuột là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Đắk Lắk đang phát triển nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm kinh tế chính trị của vùng Tây Nguyên. Vào ngày này, cách đây 45 năm, ngày 9 tháng 3 đã đi vào lịch sử khi chính trên mảnh đất này đã diễn ra trận đánh Buôn Ma Thuột lịch sử, là trận đánh then chốt mở đầu chiến dịch Tây Nguyên, là đòn điểm trúng huyệt kẻ địch, tạo đà chiến thắng cho cuộc tổng tiến công đại thắng mùa xuân năm 1975. 45 năm đã trôi qua, song ký ức hào hùng về những ngày tháng 3 lịch sử năm 1975 mãi còn khắc ghi trong trái tim của những người đã trực tiếp chiến đấu hay những cán bộ binh vận hiện đang sinh sống trên mảnh đất Buôn Ma Thuột. Theo lời kể, để chuẩn bị cho giải phóng Buôn Ma Thuột, ta vừa thực hiện kế hoạch nghi binh chiến lược đánh lạc hướng của địch. Ta sẽ tấn công Buôn Ma Thuột, vừa chi viện quân, tiếp lương, tải đạn cho Đắk Lắk, vừa chuẩn bị lực lượng, quần chúng nổi dậy, đồng thời ta chia cắt giao thông đường bộ, cô lập địch ở thị xã Buôn Ma Thuột. Vào lúc 2 giờ 3 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, từ các hướng, quân ta nổ súng tấn công thị xã Buôn Ma Thuột. Cái ngày 10 á, là mình cũng coi như cũng dứt điểm rồi, coi như 85-90% còn là số ít, là chống cự. Sau xe tăng ào vô nữa, cái ngày 11, kết thúc, cuối ngày 11 coi như phóng luôn thôi. Thì quán vô ngày 10 đã kêu cờ đã hết ổ rồi, cờ giải phóng treo lên rồi, nhân dân quá phấn khởi rồi. Nói chung là lực lượng của tỉnh là háo hức lắm, như cái đội mà tôi tuyển chọn 83 anh chị em đó thì
cả nam cả nữ thì người nào cũng háo hức tự giác xin đi thôi. Còn dân ở trong này thì họ hồi mình chưa nói ra nhưng mà rất là, nói chung là dân họ khao khát. Phương châm của chiến dịch là kiên trì, giữ bí mật, bất ngờ về ý định và đưa địch vào đúng ý đồ của ta, tạo thế bất ngờ đánh nhanh, thắng nhanh. Với sự chuẩn bị chú đáo của ta, địch nhanh chóng bị thất thủ. Sau 32 giờ chiến đấu, sáng 21 tháng 3, bộ đội ta đã tiêu diệt và giải phóng toàn quân địch, giải phóng hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột. Thừa thắng xông lên, ta lần lượt giải phóng các địa phương khác, tiến tới giải phóng hoàn toàn tỉnh Đắk Lắk vào ngày 28 tháng 3. Có hai cái thuận lợi cơ bản, hai nguyên cơ bản nhất là quân dân ở đây là rất tốt. Cái thứ hai là ở đây đồng bào kinh thượng, dân tộc các dân phòng đều đồng hết. Cái thắng lợi của Buôn Ma Thuột là cái thắng lợi kép, sở dĩ nói như vậy. Bởi vì ở đây không, trước hết mà nói, không chỉ dừng ở quân số, đang đếm về mặt quân số địch bị tiêu diệt, lực lượng địch bị tiêu diệt ở Buôn Ma Thuột. Mà thắng lợi kép là vì nó vừa đạt thắng lợi ở cấp chính trị, vừa đạt ở cấp chiến lược. Về chiến dịch, cái trận mở màn then chốt Buôn Ma Thuột toàn thắng, nó đã mở ra một cái cục diện mới cho cái chiến dịch Tây Nguyên. Có thể nói trận đánh lớn ở Buôn Ma Thuột đã tạo ra sự rung động mạnh về chiến lược, làm đảo lộn thế phòng thủ của địch ở Tây Nguyên, uy hiếp đồng bằng ven biển miền Trung, mở ra hướng tiến công quan trọng vào Sài Gòn, tạo đà giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến thắng Buôn Ma Thuột đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Cái tên Buôn Ma Thuột trở thành niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về phương án thực hiện giải ngân vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế giao dự toán kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông qua dự toán ngân sách nhà nước của Bộ như đã thực hiện ở những năm trước. Phương án này có nhiều điểm thuận lợi cho cả cơ quan quản lý cũng như Tổng công ty, bởi sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, có thể triển khai ngay việc giao dự toán và thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đảm bảo hoạt động thông suốt. Trước đó, những vướng mắc trong việc giao dự toán này đã khiến việc bảo trì hệ thống đường sắt bị gián đoạn, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu trong suốt hơn 2 tháng qua. Từ hôm nay, mùng 10 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức triển khai việc xử phạt các trường hợp vi phạm dừng đỗ xe sai phép thông qua hệ thống camera giám sát. Trước mắt sẽ áp dụng tại 14 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Đây đều là các tuyến có xe cộ đi lại đông đúc, tình hình giao thông phức tạp, nạn dừng đậu ô tô tràn lan gây ảnh hưởng giao thông nhiều năm qua. Hiện nay, Trung tâm Điều khiển Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý 762 camera lắp đặt trên các tuyến đường, trong đó có khoảng 300 camera chuyên dụng đo vận tốc lưu lượng xe. Các hình ảnh xe ô tô vi phạm sẽ do nhân viên trung tâm này rà soát, ghi nhận lại, sau đó chuyển đến Thanh tra Giao thông Sở tiếp nhận và xử lý để ra quyết định xử phạt. Tiếp theo chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý. EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ thỏa thuận di cư. Dịch COVID-19 lây lan nhanh tại châu Âu. Mỹ lên án việc lập chính phủ song song ở Afghanistan. Thưa quý vị khán giả, Liên minh châu EU ngày hôm qua đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận di cư năm 2016 nhằm giữ người di cư ở ngoài biên giới châu Âu. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa lãnh đạo EU và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Bruxelles, Bỉ trong bối cảnh Ankara đang yêu cầu EU và NATO hỗ trợ nhiều hơn để xử lý cuộc khủng hoảng người di cư. Sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định hai bên rõ ràng đang có bất đồng, song đã thảo luận thẳng thắn và cởi mở với nhau. Cuộc thảo luận hôm nay tập trung vào việc chỉ ra những lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác vì lợi ích của cả hai bên. Có rất nhiều thảo luận về thỏa thuận năm 2016 giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ vốn vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi cũng xem xét thực thi những điểm còn thiếu. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết đại diện EU và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc với nhau trong vài ngày tới để đi tới cách tiếp cận chung về những việc cần làm nhằm thực thi thỏa thuận.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc gặp đã diễn ra hiệu quả. Trước đó cùng ngày, trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh đồng minh của Ankara cần phải thể hiện tình đoàn kết mà không phân biệt đối xử và không đặt ra các điều kiện chính trị. Italy, nơi được coi là tâm dịch COVID-19 tại châu Âu, đã buộc phải triển khai biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát khi áp đặt hạn chế đi lại trên toàn quốc để hạn chế nguy cơ lây lan. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Rome, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte kêu gọi người dân ở nhà và hạn chế đi lại trên toàn quốc, trừ khi vì lý do công việc, trong trường hợp cần thiết hoặc vì vấn đề sức khỏe. Với sắc lệnh mới, các sự kiện thể thao mọi cấp độ và môn thi đấu đều bị hoãn, kể cả giải bóng đá Serie A cũng tạm dừng, ngoại trừ các giải đấu quốc tế được cân nhắc cho tiến hành trong điều kiện không có khán giả. Ngoài ra, sắc lệnh mới cũng yêu cầu các trường học đóng cửa, trong khi người dân Italy sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân về hoạt động đi lại cho cơ quan chức năng. Châu Âu đang trong tình trạng đáng lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi Italy ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm và hàng trăm người tử vong vì virus SARS-CoV-2. Trong khi toàn bộ 27 quốc gia Liên minh châu Âu cũng đều đã có trường hợp nhiễm bệnh. Tại Pháp, nước này ghi nhận 1.412 ca nhiễm bệnh và 30 trường hợp tử vong, tăng 286 ca bệnh và 9 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ qua. Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester là chính trị gia mới nhất của nước này nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện Pháp đang chuẩn bị cho việc chuyển sang giai đoạn 3 của dịch COVID-19 trong vài ngày tới nhằm giảm thiểu hậu quả. Còn tại Đức ngày 9 tháng 3 đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19, trong khi số ca nhiễm mới trong ngày đã tăng thêm 20% lên hơn 1.200 ca nhiễm bệnh. Hiện Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo và Đảng Dân chủ Xã hội đã thông qua một số biện pháp khẩn cấp để hạn chế hậu quả do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra đối với các doanh nghiệp nước này. Cùng ngày, giới chức y tế Anh đã xác nhận ca tử vong thứ 5 trong tổng số 319 ca nhiễm COVID-19. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này sẽ triển khai thêm các biện pháp để đối phó với dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, dường như không một đất nước hay thành phố nào đứng ngoài tầm ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2. Tuần qua, thành phố New York của Mỹ vừa công bố ca nhiễm đầu tiên. Chính điều này đã khiến cho các cửa hàng đông y với các bài thuốc từ thảo mộc chữa hô hấp đông khách hàng đột biến. Tại cửa hàng thuốc đông y này, đơn thuốc được kê để điều trị các triệu chứng cúm và tăng cường hệ thống miễn dịch đã tăng gấp đôi kể từ cuối tháng 2 khi các trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona bắt đầu lan rộng ở Mỹ. Các vị thuốc như là kim ngân hay quế, rễ mẫu đơn, v.v. đang được các thầy lang bốc và chuyển đến cho khách hàng. Cho đến nay thì chưa có vaccine hay thuốc điều trị COVID-19. Chính vì vậy, việc tìm đến những vị thuốc đông y để chữa trị triệu chứng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhu cầu cao nhưng nguồn cung lại hạn chế do Trung Quốc phải tập trung chống dịch đang khiến cho các cửa hàng thuốc đông y đau đầu. Mỹ lên án bất cứ hành động nào nhằm thiết lập một chính phủ song song ở Afghanistan, đồng thời hối thúc sự đoàn kết ở Kabul trước thềm các cuộc đàm phán với Taliban. Đây là tuyên bố mới được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra hôm qua, trong bối cảnh Afghanistan đang đối mặt với khủng hoảng chính trị sau bầu cử. Trong thông báo, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Mỹ kiên quyết phản đối bất cứ hành động nào nhằm thiết lập một chính phủ song song và mọi hành động sử dụng vũ lực để giải quyết những bất đồng chính trị. Việc dành ưu tiên cho một chính phủ nhiều thành phần và một Afghanistan thống nhất là yêu cầu cao nhất đối với tương lai của quốc gia này và đặc biệt là sự nghiệp hòa bình. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Ashraf Ghani đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Afghanistan nhiệm kỳ 2, trong khi ông Abdullah Abdullah, đối thủ chính của ông Ghani trong cuộc bầu cử hồi tháng 9 năm ngoái, không công nhận buổi lễ, đồng thời tiến hành lễ tự phong Tổng thống vào cùng thời điểm. Giới phân tích cho rằng hành động này sẽ khiến các cuộc đối thoại do Mỹ làm trung gian với ông Ghani và ông Abdullah khó có thể đạt được thỏa thuận, đẩy Afghanistan đứng trước nguy cơ khủng hoảng chính trị. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.